Khi những chiếc lá bắt đầu nhuộm vàng cả khung trời, bạn có nghe thấy tiếng gọi từ những vùng đất xa xôi? Mùa thu này, hãy để Quân Chip dẫn lối bạn đến những hành trình không thể bỏ qua, từ sự sôi động của nước Mỹ, sự lãng mạn của châu Âu, đến vẻ đẹp kỳ vĩ của Úc và những kỳ quan cổ đại của Ai Cập. Bạn đã sẵn sàng để khám phá Mỹ, vùng đất của những giấc mơ và kỳ quan hiện đại. Bắt đầu hành trình tại New York, thành phố không bao giờ ngủ, với những tòa nhà chọc trời và ánh đèn lấp lánh tại quảng trường thời đại. Thử cảm giác đứng trên đỉnh cầu cổng vàng tại San Francisco, chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh và cảm nhận sự tự do không giới hạn. Châu Âu, nơi văn hóa và lịch sử giao thoa. Dạo bước dưới tháp Eiffel trong ánh hoàng hôn Paris, cảm nhận không gian lãng mạn tràn ngập khắp nơi. Thả mình trên chiếc thuyền gondola tại Venice, nghe tiếng nước vỗ nhẹ nhàng khi đi qua những cây cầu cổ kính. Đắm chìm trong sự tráng lệ của cung điện Buckingham, nơi lưu giữ những câu chuyện về hoàng gia Anh. Úc, vẻ đẹp của thiên nhiên và sự hiện đại. Chiêm ngưỡng nhà hát Opera Sydney, biểu tượng của sự sáng tạo và hiện đại, nằm bên bờ cảng Sydney xanh biếc. Khám phá rặng san hô Great Barrier, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, với những rặng san hô và sinh vật biển đầy màu sắc. Trải nghiệm cuộc sống hoang dã và gần gũi với thiên nhiên tại đảo Kangaroo, nơi bạn có thể thấy những chú kangaroo tự do nhảy nhót. Ai Cập, miền đất của những bí ẩn cổ đại. Bước chân vào kim tự tháp Giza, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, và cảm nhận sự huyền bí của nền văn minh Ai Cập cổ. Thả mình trên thuyền buồm Feluca dọc sông Nin, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hai bên bờ sông với những ngôi làng cổ xưa và đền thờ huyền bí. Khám phá đền Karnak, một trong những ngôi đền lớn nhất thế giới, nơi bạn sẽ ngạc nhiên trước kiến trúc và sự kỳ công của người Ai Cập cổ. Nam Phi, vùng đất của sự hoang dã và hùng vĩ. Đến Cape Town, thành phố nơi núi Táp Bờ hùng vĩ gặp gỡ đại dương, với những bãi biển trải dài và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trải nghiệm cuộc sống hoang dã tại công viên quốc gia Kruger, nơi bạn có cơ hội nhìn thấy những loài động vật lớn nhất của châu Phi trong môi trường sống tự nhiên. Thưởng thức những ly rượu vang tuyệt hảo tại Stellenbosch, vùng đất nổi tiếng với các vườn nho xanh mướt. Nhật Bản, sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Tận hưởng khung cảnh núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết trắng, một biểu tượng thiêng liêng của Nhật Bản. Tham gia lễ hội hoa anh đào, nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng ngàn cây hoa anh đào nở rộ, tượng trưng cho sự thanh khiết và vẻ đẹp phù du. Khám phá đền Fushimi Inari với hàng ngàn cổng torii đỏ rực, nơi bạn sẽ cảm nhận được tinh thần của đất nước mặt trời mọc. Trung Quốc, nơi huyền thoại và di sản vĩ đại. Chinh phục vạn lý Trường Thành, công trình vĩ đại kéo dài hàng ngàn dặm qua những ngọn núi và thung lũng xanh biếc. Khám phá cung điện Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, biểu tượng của quyền lực và lịch sử phong kiến Trung Quốc, nơi các hoàng đế từng cai trị cả một đế quốc rộng lớn. Mùa thu này, đừng bỏ lỡ cơ hội để sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời cùng Quân Chip. Đặt tour ngay hôm nay và khám phá thế giới theo cách của bạn.